căn nhà nhỏ của mẹ Việt Nam anh hùng Lại Thị Bạn, sinh năm 1922, ngụ tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vào những ngày này, rộn rã tiếng cười nói thân thiết và lời thăm hỏi ân cần của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh với Bệnh viện Bà Rịa, Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động chăm lo, bày tỏ lòng biết ơn với thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó giúp thế hệ trẻ càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước. Hòa vào dòng chảy tri ân của cả nước kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Bà Rịa, Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam đã tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 đối tượng chính sách tại huyện Châu Đức. Mỗi người đến khám sức khỏe còn được tặng một phần quà với tổng kinh phí 50 triệu đồng do Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam tài trợ. Tại chương trình, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Bà Rịa đã tận tình thăm khám, tư vấn sức khỏe tổng quát và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng về các bệnh lý như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, dạ dày, hô hấp, viêm khớp. Tùy vào từng trường hợp, các bác sĩ sẽ chỉ định kê thuốc, tư vấn cho bệnh nhân và gia đình cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Tôi huyết áp cao là bệnh lách bao tử. Nhờ chương trình hôm nay khám bệnh, phát thuốc mà chúng tôi rất là cảm ơn chương trình mình rất là nhiều và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến gia đình chính sách. Hôm nay cô đi khám bệnh thì nói chung cô bị tê cả người luôn, tê da, bác sĩ nói nghe cũng yên tâm lắm, để cho uống thuốc cơ bớt thì tính sau. Rồi cũng xin cảm ơn bác sĩ mình với lại các bác sĩ nè, các nhà tài trợ, nhà nước đã quan tâm tới gia đình liệt sĩ đỡ tuổi. Tại vì gia đình chính sách mà được quan tâm vậy cũng rất là vui. Đợt này thì đoàn của Bệnh viện Bà Rịa tiến hành thăm khám cho bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình liệt sĩ tại địa bàn huyện Châu Đức. Về thăm khám thì sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát, đánh giá về huyết áp, về bệnh lý tim mạch, bệnh lý hô hấp và các bệnh lý gân mặt nói chung. Sau đó thì các bác sĩ sẽ cấp phát thuốc và cũng như tư vấn các hướng điều trị tiếp theo cho các cô chú đang là thân nhân của gia đình liệt sĩ tại địa bàn huyện. Đây là năm thứ hai Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Bà Rịa và Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh phối hợp tổ chức thăm khám và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tại huyện Châu Đức. Chương trình góp phần thể hiện sự tri ân đối với thế hệ cha anh đã cống hiến vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là năm thứ hai là đã đồng hành cùng với lại phòng công tác xã hội của Bệnh viện Bà Rịa. Thì đây là một cái hoạt động thực sự là vô cùng ý nghĩa đối với cán bộ công nhân viên của công ty, bởi vì qua cái hoạt động này thì công ty cũng muốn gửi lời tri ân tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như là các cái gia đình thương binh liệt sĩ đã cống hiến hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Qua cái việc làm của chúng tôi thì cũng muốn là góp phần cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là tri ân các anh hùng liệt sĩ, mà nhất là các cái thân nhân liệt sĩ hiện nay là tuổi cũng đã cao, thế rồi là sức khỏe cũng có vấn đề, thì qua cái khám sàng lọc đây thì tạo điều kiện cho thân nhân liệt sĩ để mà điều trị. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, nguồn mạch xuyên suốt trong lịch sử dân tộc Việt Nam được khơi nguồn mạnh mẽ nhất trong những ngày tháng 7. Không khí tưởng nhớ và tri ân cảm nhận rõ nhất tại các đền thờ liệt sĩ ở 35 phường xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Và tại đền thờ liệt sĩ xã An Hải, huyện Long Điền, nơi lưu danh thờ phụng 179 liệt sĩ, 15 mẹ Việt Nam anh hùng và hai anh hùng lực lượng vũ trang của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Hải đã tổ chức làm bánh cúng giỗ các anh hùng liệt sĩ. Còn cái bánh này là từ cái nguồn gốc của cô Tư Tài.
cô Tư Tài đó là hồi nó dễ không chịu, cô Tư Tài làm thương binh xã hội đó thì với cô Tám Thờ đó thì bà Tư mới sáng tạo ra cái bánh này đó là để làm cho cúng liệt sĩ, là bà Tư đó là vợ của ông Hay cũng là liệt sĩ, còn bà Tám đó thì vợ của ông Kế Hoa cũng là người cách mạng. Đã tạo cô Tài nó nguồn gốc từ đó mà ra, rồi từ đó truyền thống nó bắt nó làm dài tới bây giờ luôn, năm nào cũng làm hết, từ giải phóng tới giờ con độ giải phóng về năm trước năm sau làm liền à. Năm nay cô 76 tuổi, cô đã tham gia này cũng trên 20 năm rồi á. Rồi nói chung là bây giờ tuổi cao sức yếu thì ngồi lâu nó cũng đau lưng, nhưng mà cái ngày thương binh lập sĩ là cái ngày còn dân mình tri ân cái như những cái người liệt sĩ đã có công đã giải phóng đất nước mình, xây dựng cái hòa bình cho đó một đất nước giàu đẹp hôm nay. Thành ra nói chung là năm nào mà còn khỏe thì cô vẫn còn đi. Thì cái ngày liệt sĩ thì nói chung là công việc nhà bà để lại. Ngày này để ra để nhớ ơn của các anh chiến sĩ hy sinh để bỏ công để làm từ hồi giải phóng đến giờ. Như đã thành truyền thống, từ sau năm 1975 đến nay, cứ đến sáng ngày 26 tháng 7, người dân xã An Hải, huyện Long Điền, chủ yếu là phụ nữ, đều gác lại công việc gia đình để tập trung về đền liệt sĩ gói khoảng 3.000 chiếc bánh dâng cúng các anh hùng liệt sĩ. Bánh ít trần và bánh bao lá được các cô, các bà, các chị khéo léo gói dâng cúng lễ giỗ 27 tháng 7. Làm hai loại bánh này không quá khó, nhưng đòi hỏi người làm phải cần mẫn, tỉ mỉ và đỏ dây. Vậy mà nhiều người, tuy nay đã ngoài 70-80 tuổi, nhưng chưa năm nào gắn mặt làm bánh vào dịp này. Bởi với họ, đây là truyền thống đã thấm sâu vào đời sống của người dân, đang tiếp tục được thế hệ này truyền cho các thế hệ sau. Thì tới ngày thương binh liệt sĩ ngày 27 tháng 7 là ngày nhớ ơn của anh hùng liệt sĩ, thì bản thân em là đoàn viên thì em cũng muốn góp một phần sức của mình và là nhồi bột làm bánh để dâng lên cho các anh hùng liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn kính trọng. Địa phương tổ chức như thế này để là nhớ lại cội nguồn, nhớ lại ông cha ta đã tự sinh đóng góp, và chính vì làm như vậy địa phương tổ chức như vậy á là để cho mọi người được nhớ lại, và cũng là trong quá trình làm cũng là một tình cảm và thân thương và thân thiết của người dân. Bánh sau khi hấp chín được xếp ra từng dĩa, sắp đặt ngay ngắn trên bàn thờ liệt sĩ, mang theo bao tình cảm tri ân của các thế hệ như cúng giỗ người thân. Làm bánh cúng giỗ các anh hùng liệt sĩ vào dịp ngày 27 tháng 7 hàng năm được người dân xã An Hải nối tiếp, duy trì đã gần 50 năm, trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, một nguồn mạch âm thầm chảy trong tâm linh đẹp của đời sống quê hương. Thông qua các hoạt động cụ thể để góp phần nhắc nhở thế hệ trẻ sống trách nhiệm, bản lĩnh hơn để phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần tích cực vào việc giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng và bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, biết ơn cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, sự cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc sẽ và luôn được người dân Bà Rịa Vũng Tàu phát huy và lan tỏa.